nhóm chữ cổ. Cái nhóm chữ cổ đại. Dùng chữ cổ, chữ sản cổ đại. Chữ thua ca chuối mà nụ bàn. Thua chữ sản cổ, miên bro yà chan. Thua đó đây, ô rà tê. Còn miên bro yáo chia trả tiền. Mơn ác mẹ khmê, để cho chắc nhầm. Khi tay mưu chắc hạc nhầm. Kê gió lành cô, để cho chất cô. Về đây kê đã mong ao tiền.